Thưa quý vị và bà con, trong chương trình Nhà Nông Hội nhập kỳ trước, Thủy Tiên đã cùng với quý vị và bà con tham quan mô hình nuôi hầu sữa ở xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Và để chủ động được nguồn giống hầu cho gia đình, cũng như là cung cấp cho các hộ nuôi hầu trên địa bàn tỉnh, thì anh Nguyễn Cao Quý, một người có thâm niên nuôi trồng thủy sản, đã xây dựng hai cơ sở nhân giống hầu sữa. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất hầu sữa giống, quý vị nhé. Theo đánh giá của ngành chức năng, con giống là một trong những điều kiện quan trọng quyết định đến hiệu quả của nghề nuôi hầu. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất hầu giống trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu con giống, nên nhiều hộ nuôi hầu phải mua con giống từ các tỉnh miền Trung. Nguồn hầu giống nhập về này thường rất khó kiểm soát về chất lượng. Nhận thấy nhu cầu về con giống hầu chất lượng cao là rất lớn, nên cách đây 10 năm, anh Nguyễn Cao Quý đã tìm hiểu, học hỏi và ươm thành công hầu sữa giống từ nguồn hầu giống chất lượng cao và được kiểm soát nghiêm ngặt. Em chào anh Quý. Em chào em. Anh Quý ơi, hôm nay thì em muốn tìm hiểu thêm về mô hình sản xuất hầu giống để giới thiệu đến bà con. Nãy giờ thì anh Quý đang còn kiểm tra hầu hả? Anh thì đang kiểm tra ấu trùng của hầu. Dạ. Trong hồ này là ấu trùng hầu hả anh? Đúng rồi, ấu trùng. Dạ. À, là những cái li ti nhỏ nhỏ này đây hả anh? Đúng rồi. Cái này là ấu trùng này là được bao nhiêu ngày rồi anh hả? Ấu trùng này của anh được 5 ngày rồi. Ấu trùng này thì ngày nào cũng phải kiểm tra thường xuyên. Dạ. Kiểm tra một ngày có lúc tới 5 đến 6 lần. Dạ. Trong một ngày. Kiểm tra này thứ nhất là để xem là cái lượng thức ăn của nó còn dư ở trong nước nhiều không. Dạ. Xem tốc độ phát triển của nó như nào để phân kích cỡ để chuyển hồ. Vậy thì mình sẽ phải nuôi ấu trùng giống này trong bao nhiêu lâu hả? Nếu như bọn anh làm thì ở cái điều kiện thời tiết với nguồn nước tốt thì anh nuôi rơi vào khoảng 15 ngày thì là hết giai đoạn ấu trùng. Dạ. Đấy, bắt đầu chuyển qua giai đoạn bám, ấu trùng bám. Ấu trùng bám. Đúng rồi, bám vào các giá thể để mang ra ngoài sông nuôi, sông và bè nuôi. Cái cách mà mình kiểm tra ấu trùng thì nó sẽ như thế nào hả anh Quý? Về cái con hầu này thì kích thước nó rất là bé. Dạ. Nên là như bọn anh làm ở trong ghè nó quen rồi thì bọn anh, ví dụ như đây thì em nhìn vào đây, ví dụ bọn anh sẽ kiểm tra là cái độ hoạt động của nó, nhưng mà nhìn thật kỹ vào con hầu. Dạ. Thì em sẽ nhìn thấy là cái độ linh hoạt của nó này, màu sắc của nó này. Dạ. Cái con hầu này nó sẽ biến đổi màu sắc dần theo ngày đó, chứ không phải là lúc nào nó cũng có cái màu sắc như này. Dạ. Đó, để mình xem là nó phát triển như nào rồi, và nếu mà lượng thức ăn của nó thiếu thì mình sẽ bổ sung thêm vào cái cữ sau cho nó. Vì sao mà mình nuôi hầu ở Long Sơn mà mình lại chọn nhân giống ở An Ngãi với lại Phước Hải hả anh Quý? Nó cũng có nhiều lý do. Thứ nhất là ở An Ngãi đây thì bọn anh thấy là cơ sở nó đầy đủ điều kiện. Thứ hai là nguồn nước của nó cũng tương đồng với cái nguồn nước ở bên sông Trà Và và sông Dinh. Dạ. Con hầu cũng sinh sản và ra được giống ở đây. Nên dạ, bọn anh chọn ở đây. Kia thì anh lại sản xuất, đầu tiên anh sản xuất thì là ở Vũng Tàu. Dạ. Ở dưới Chi Lăng Vũng Tàu, đường Chi Lăng Vũng Tàu. Nên sau đó thì anh sản xuất ở Bà Rịa, rồi anh chọn ở An Ngãi và Phước Hải. Dạ. Là hai điểm để anh sản xuất chủ lực. Dạ. Mỗi cơ sở bọn anh có thể tích khoảng trên 1.000 khối. Trên 1.000 khối. Nếu mà tính bằng thể tích, còn tính bằng cái sản lượng con giống ra thì bọn anh đang tính theo cái phương thức mà giá thể bám, thì mỗi một đợt sản xuất thì bọn anh cho ra khoảng 200.000 giá thể. Ví dụ như con hầu này ở đây là em nhìn thấy ấu trùng này nó được 5 ngày rồi. Dạ. Thì con hầu này như bọn anh nhìn bằng cảm quan và làm quen rồi nhá. Dạ. Thì con hầu này bọn anh nó đang lọt được trên cái mắt, nó 250 mắt trên 1 cm. Có nghĩa là con hầu này nó đang đạt được khoảng từ 50 đến 60 micron rồi. Dạ.
Và khi nào mà anh nuôi ấu trùng nó đạt cái kích thước khoảng 180 cho đến 200 micron thì bắt đầu bọn anh mới chuyển cái ấu trùng này cho bám giá thể, cho bám vào những cái vỏ hầu đá bản địa Long Sơn hoặc ngay chính cái vỏ của con hầu sữa của nó. À, anh Quý ơi, vậy thì hầu bố mẹ mình sẽ nhập ở đâu hay là mình khai thác từ tự nhiên hả anh? Vào khoảng năm 2013-2014 thì anh lại được tiếp cận một cái nguồn bố mẹ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3. Dạ. Và gần đây nhất thì anh lại được tiếp cận một đàn bố mẹ của hầu của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2. Nên là hiện tại thì qua 10 năm làm giống thì anh đã có một cái đàn bố mẹ tương đối thuần với cái điều kiện ở Vũng Tàu. Và vừa rồi thì có một nguồn giống của nhập Đài Loan về nữa thì anh đang tạo ra những cái phép lai kinh tế giữa hai đàn để tạo ra cái con giống tốt nhất từ cho bà con ở đây cũng như cơ sở nhà mình nuôi. Như vậy là cái việc mà chúng ta lựa chọn được giống hầu bố mẹ tốt thì nó rất là quan trọng đúng không anh? Ngoài cái chuyện mà mình lựa chọn cái giống bố mẹ của các thế hệ ra thì mình lại còn sẽ làm được một cái ưu điểm hơn trong cái việc lai tạo con giống, đó là mình tránh được cái sự cận huyết của bầy đàn. Nếu như mình mà không có những đàn bố mẹ hậu bị ấy, thì vô tình khi em đem vào sinh sản nhân tạo thì em sẽ mang cả con đực lẫn con cái của cùng một thế hệ vào em sinh sản. Vì thứ nhất thì lúc đấy thì em sẽ bị cái hiện tượng cận huyết nó xảy ra, con giống nó sẽ bị dị hình rồi. Xong là yếu tố những cái gen nặng nó sẽ thể hiện ngay ở thế hệ của cái con giống nó luôn. Lâu nay bà con thường quan niệm nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Thế nhưng ngày nay con giống được đưa lên tầm quan trọng hàng đầu. Đặc biệt đối với nuôi trồng thủy sản, chỉ cần chọn được con giống tốt thì coi như vụ nuôi đã thành công đến 50%. Tuy nhiên để chủ động được nguồn giống tốt không phải là việc làm đơn giản, mà đòi hỏi người nuôi phải lựa chọn được cơ sở sản xuất giống uy tín, cũng như có những hiểu biết nhất định về kỹ thuật nhân giống nếu tự sản xuất. Đây là khu vực để anh chuẩn bị cho cái loạt ấu trùng vừa nãy em coi á, để nó sẽ bám vào đây. À, như trong này là ấu trùng đang còn bám vào những cái giá thể đúng không? Đúng rồi. Thời gian để mà nhân giống như vậy thì nó sẽ mất bao nhiêu lâu hả? Thường để cho một đợt sản xuất giống từ những lúc lấy bố mẹ về kích thích sinh sản này đến lúc mà xuất bán ra ngoài thị trường thì nó rơi vào tầm 40 ngày cho một đợt sản xuất. Anh Quý ơi, như vậy thì khi mà mình để giá thể cho hầu bám vào á thì mình có những cái lưu ý gì hay không ạ? Như giá thể ở đây thì bọn anh hiện tại đang mua ở trên thị trường Bà Rịa Vũng Tàu qua nhiều kênh để người ta thu gom cái vỏ của những con hầu đá cũng như là vỏ của con hầu chính là con hầu sữa của mình để làm giá thể. Thì giá thể ở đây thì bọn anh đa phần là lấy ngay tại địa phương, và sau khi xử lý sạch, phơi khô thì bắt đầu bọn anh mới đưa vào bám. Đây bọn em có thể nhìn bên này thì em thấy được. Đây ví dụ như giá thể của mình là nó bẩn đúng không? Thì sau khi đưa về cơ sở thì được xịt sạch qua máy xịt, phơi khô. Phơi khô ở đây thì nó cũng tránh được nhiều cái mầm bệnh. Vậy thì khi ấu trùng mà để bỏ vào cho bám giá thể thì chúng ta phải lưu ý gì để ấu trùng nó khỏe mạnh hả? Khi mà chuyển từ bể nọ sang bể kia thì người ta có những cái chất bổ dưỡng như vitamin C hoặc là cái khoáng để mang tính chất chống sốc cho nó. Đó. Thì nó sẽ giữ được cái con ấu trùng của mình nó được khỏe mạnh. Đó. Đấy, em qua bên này thì em sẽ thấy con giống nó bám ở đây rồi. Đây anh giới thiệu với em là đây con giống cái ấu trùng sau khi nó bám vào cái giá thể của nó thì nó sẽ như này. Đó, em nhìn những cái chấm đen này không? Dạ. Đấy, chính là những cái con hầu ấy, con hầu cái từ lúc mình nuôi. Dạ. Và sau này cho bám. Ấu trùng mà để bám vào trong giá thể vậy thì mình cho ăn như thế nào anh ha? Trong cái sản xuất giống của bọn anh ấy
thì con hầu thì nó ăn 100% bằng tảo, thế nhưng mà ở mỗi giai đoạn thì bọn anh sẽ cho ăn một loài tảo khác nhau. Nó còn bé thì mình sẽ cho ăn cái loại tảo nó có kích thước bé. Mà khi nó lớn lên thì mình lại cho ăn cái loại tảo có kích thước lớn. Đấy, để đảm bảo lượng thức ăn ở trong cơ thể nó đủ phát triển. Cho ăn thì một ngày bọn sẽ cho ăn 2 lần, vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát. À, kích cỡ như thế nào thì mình có thể thả nuôi được hả anh? Kích thước đường kính của con hầu nó lớn hơn 1,5mm thì bắt đầu bọn anh xuất bán. Chứ nhỏ quá thì nó cũng không được tốt. Đấy, ví dụ con này thì của mình đã đạt được khoảng 2mm rồi. Nhưng mà con bé nhất của mình nó chỉ được khoảng 1mm thôi. Con hầu đấy vẫn chưa có thể bán được. Con này thì phải nuôi khoảng 4 đến 5 ngày nữa thì mình mới bán được. Khi mà mình nhìn vào thì mình có những cái yếu tố cảm quan nào để có thể đánh giá được là cái chất lượng hầu giống này hả anh? Em nhìn thấy toàn bộ những con hầu mà khi nó đầy đủ nguồn thức ăn ấy, thì bao giờ là em thể để ý những cái con bé. Em nhìn nó bé, ruột nó sẽ có màu đen này. Đây là thứ nhất để mình đánh giá yếu tố là về thức ăn của nó là đầy đủ này. Rồi và thứ hai nữa, em nhìn thấy những cái con hầu mà nó như bọn anh làm, những con hầu mà phát triển tốt. Này, em nhìn thấy những cái sọc đen trắng nó đã có đan xen và bắt đầu nó phát triển lên đây. Như thình gờ quạt này. Em nhìn chưa? Thấy rồi. Nhìn này, đen này, trắng này, đen trắng này. Từ cái điểm đen của con hầu này, cái độ mép phủ của nó rộng. Phủ rộng ra thì mình đầu tiên mình đánh giá được cái là cái trại giống đó là có đủ cái lượng thức ăn để con hầu phát triển. Cái thứ hai nữa là em nhìn về màu sắc của con hầu. Màu sắc của con hầu nó có cái sự đen và trắng như này. Thì em được biết, thì em sẽ biết được rằng là cái lượng thức ăn của nó có rất là nhiều dinh dưỡng để nó có đủ phát triển. Có nghĩa là thứ nhất là mình đánh giá cảm quan là như thế, để mình cũng hiểu được một phần cái cơ sở sản xuất giống đấy người ta có làm giống chất lượng hay không, lượng thức ăn có đầy đủ hay không. Việc mà mình tự sản xuất và cung cấp giống cho gia đình của mình cũng như là bà con á, thì nó sẽ mang lại rất là nhiều thuận lợi, đúng không anh? Đúng rồi em. Khi mình đã sản xuất được giống rồi thì ngay ở chính cơ sở nuôi của mình cũng như các đơn vị khác thì người dân sẽ có chủ động được cái kế hoạch thu giống này, bố trí được diện tích nuôi này, mùa vụ thả giống. Chứ còn như giống như những con hầu đá tự nhiên ấy thì em phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Nó có nhiều thì em được nhiều, mà có ít thì em được ít. Đôi lúc là em phải đợi mấy tháng em có giống để thả trên cùng một giếng như vậy. Em xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích từ anh Quý, và hy vọng là anh Quý không chỉ thành công trong việc nhân giống hầu mà còn thành công trong việc nhân giống các loại thủy sản khác để giúp cho bà con có thể chủ động được cái nguồn giống ạ. Rồi, anh cảm ơn em, hy vọng anh sẽ như thế. Thưa quý vị và bà con, thành công từ mô hình sản xuất hầu sữa giống của anh Nguyễn Cao Quý đang góp phần tạo ra nguồn hầu giống tại chỗ, đáp ứng được phần nào nhu cầu nuôi trồng của bà con trong tỉnh. Và hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì bà con nuôi hầu có thêm một địa chỉ uy tín để lựa chọn được giống hầu tốt để thả nuôi. Và chúc bà con sẽ có những vụ nuôi thật là bội thu. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị cũng đừng quên đón theo dõi chương trình vào lúc 16:40 thứ ba hàng tuần. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên các địa chỉ brt.vn, brttv, brtco. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.